The Black Phone chắc chắn là tác phẩm điện ảnh kinh dị đã gây ra nhiều tranh cãi nhất trong vài năm trở lại đây khi bộ phim đem đến thứ cảm xúc hụt hẫng khó chịu với nhiều khán giả và ngược lại, một số đông không nhỏ thì lại hết sức thỏa mãn với những gì đã được thưởng thức. Trong video dưới đây, Listen C sẽ bóc tách về những sự khó hiểu đã diễn ra trong điện thoại đen. Đó có thể là khúc mắc mà bạn đang gặp phải sau khi xem phim hay cũng là thứ mà bạn hoàn toàn không ngờ tới. Hy vọng mọi người sau khi theo dõi video sẽ có được đáp án cho cuộc tranh luận rằng liệu The Black Phone đã là một dự án tròn trịa hấp dẫn hay sơ sài cụt lủn? Và bây giờ thì không để mất thêm nhiều thời gian nữa, cùng bắt đầu thôi nào! Không chỉ đúng với những sát nhân máu lạnh mà ta thường thấy trong các tác phẩm kinh dị, nhằm mục đích hỗ trợ khán giả thấu hiểu hành vi của bất kỳ nhân vật nào theo một cách rõ ràng nhất, công việc mà kịch bản cần làm sẽ đều phải bắt nguồn từ câu hỏi đơn giản, họ là ai? Bám víu lấy cliché của dòng phim, sát nhân tâm thần thường được mô tả cùng một số bi kịch cơ bản như hành vi ngược đãi thời thơ ấu. Điều mà qua đó tạo dựng cho họ mối liên hệ chặt chẽ giữa niềm vui và nỗi đau của người khác. Cách tiếp cận này là một mũi tên trúng hai đích, vừa tạo ra một tiến trình phát triển mạch lạc cho phản diện, lại còn mật thiết hơn mối liên hệ giữa nạn nhân cùng với kẻ đang bắt cóc họ. Điều ngang ngược ở The Black Phone cũng đến từ chính logic kể trên, khi bộ phim hoàn toàn không quan tâm đến thiết lập logic này. Tất cả những gì đã được giới thiệu cũng chỉ gói gọn trong một tạo hình quỷ dị và người đàn ông diện lên nó dường như cũng bất ổn không kém. Chẳng đả động đến quá khứ, cũng không nhắc về những nỗi đau hiện tại. Sau cùng, vì lý do gì mà mục tiêu của The Grabber chỉ là các bé trai? Ngọn ngành của mặt nạ hay tại sao gã lại tâm thần đến thế khi mà người anh trai sống cùng nhà dí dỏm đến bất thường? Tồn tại rất nhiều câu hỏi về backstory của nhân vật mà người xem không được trả lời một cách thỏa đáng. Tuy nhiên, ta cần lưu ý rằng, The Black Phone trên thực tế chỉ không trực tiếp xác nhận bất cứ điều gì, chứ chẳng phải không cung cấp loạt manh mối để có thể nảy sinh cho những suy luận. Liệu đó có là sai khi bạn từ chối kể lại một câu chuyện theo kiểu bày ra trước mặt, trong khi đã gài gắm vừa đủ chi tiết để người xem có thể hình dung một bức tranh toàn cảnh? The Black Phone theo quan điểm cá nhân của mình đã trình bày một cách trọn vẹn về phản diện của tác phẩm. Và lý do sự xác nhận về quá khứ của gã trở nên cần thiết chỉ là bởi vì kịch bản đã dễ hướng ra nhiều giả thuyết mà ở mỗi nơi, ta đều bị phấn khích bởi cách mà The Grabber sẽ trở nên kinh dị. Để tìm hiểu về quá khứ của phản diện thì như mình đã đề cập bên trên, nạn nhân trong dòng phim tiêu tốn adrenaline này luôn bằng cách nào đó chia sẻ những điểm tương đồng với kẻ bắt cóc. The Grabber cùng Finney cũng không phải ngoại lệ, và ở đây, cả hai đều mang trong mình sức mạnh siêu nhiên với bằng chứng khá là rõ ràng đến từ lời nói của một nạn nhân. The Grabber hears the phone too, but he doesn't want to believe it. Từ lối chuyện quen thuộc, The Grabber cũng chỉ là một nạn nhân của bạo hành từ thời thơ ấu khi sở hữu siêu năng bất thường. Ta có thể phần nào mường tượng ra hoàn cảnh đó thông qua cách cô bé Gwen bị cha đánh đập. Tuy nhiên, The Grabber còn có khả năng đã phải lãnh chịu những lần xâm hại tình dục nếu nhìn vào cách mà gã phanh áo ngồi đậy các con môi của mình trở thành những cậu bé hư hỏng. Ngoài ra, khi nhìn vào sự đối lập của The Grabber với anh trai mình, một bên là sát nhân tâm thần, người còn lại thì hóm hỉnh, luôn thể hiện sự nhiệt tình. Mức độ chênh lệch này dù được nuôi nấng trong cùng một môi trường, chứng tỏ rằng The Grabber đã tạo ra khoảng cách với gia đình cũng như xã hội nhiều như thế nào. Điều nghiệt ngã ở đây là nếu như Gwen còn có Finney để an ủi, thì Grabber có lẽ đã từng chẳng có ai để nương tựa cả. Tả tơi cùng đòn roi và ánh mắt kinh tởm ngay từ ngày bé sẽ là vết thương tâm lý phù hợp để khi trưởng thành, phản diện tìm thấy sự thỏa mãn thông qua việc ngược đãi các bé trai. Dẫu vậy, nếu sự tình chỉ diễn ra như thế thì mọi chuyện sẽ là quá phổ thông. The Grabber trở nên đặc sắc ở đây bởi gã luôn tìm một cái cớ để biện minh cho hành vi bạo lực, giống hệt cái cách phụ huynh đã từng làm với hắn bởi siêu năng lực. Từ đây, Naughty Boy ra đời, và nếu không vì thử thách để cửa mở thì đó cũng là trò chơi hỏi tên để phản diện đủ điều kiện đồng nhất hoàn cảnh. Các cậu bé chẳng có lỗi sai gì khi tìm kiếm hy vọng sinh tồn, tuy nhiên với gã, đó lại là một sự cho phép đầy gượng ép. I will never make you do anything that you won't like. Dù là Finney hay phản diện, vấn đề của họ nổi cộm vẫn là nắm bắt lấy quyền kiểm soát, và khác biệt mang tính rạch ròi chỉ là Finney chạy theo chủ nghĩa hòa bình, thứ được vun vén khi ở cạnh bên là một người em gái nhân hậu để chia sẻ, bù đắp cho nhau. Nếu The Grabber cũng có một Gwen khi trải qua cơn bạo hành, sự tình ở hiện tại đã chẳng đi đến mức tang thương này, và ngược lại, nếu không có em gái ở đó, ta cũng chưa thể nói trước Finney có thể tiếp bước sát nhân tâm thần hay không. Một thay đổi nhỏ trong hoàn cảnh thôi, nhưng như bạn thấy đấy, con đường họ đi đã có thể đối lập nhiều như thế nào. Một trong những thắc mắc đau đầu nhất sau khi The Black Phone kết thúc chắc chắn sẽ đến từ chiếc mặt nạ của phản diện chính.
hay nói chính xác hơn là những hình thù khác nhau của chúng. Về phần chi tiết, lớp hóa trang này được cấu thành nên từ hai phần, nửa thân trên của khuôn mặt và còn lại là phần miệng, thể hiện rất nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau, từ cười ngoác mồm, vô cảm trống trơn cho đến buồn bực giận dỗi. Điểm hay ho ở đây là không giống như nhiều phản diện kinh dị nổi tiếng, những kẻ sẽ sử dụng mặt nạ nhằm mục đích che giấu danh tính. The Grabber lại sở hữu rất nhiều cách trang trí bản thân với phụ kiện kể trên. Đôi khi ta thấy gã che kín toàn bộ khuôn mặt, và cũng có vài thời điểm lại chỉ đeo một phần của mặt nạ, qua đó trực tiếp để lộ ra ánh mắt hoặc biểu cảm khuôn hàm. Mặt nạ của The Grabber có thể quan trọng đối với danh tính của gã, nhưng dễ thấy nó không tồn tại nhằm mục đích che giấu thân phận với những con mồi. Mỗi kiểu cách của chiếc mặt nạ sẽ đại diện cho từng hoàn cảnh khác nhau mà The Grabber đặt mình cũng như các nạn nhân vào thông qua lăng kính của gã. Cụ thể, cách mà phản diện thay đổi ngoại hình sẽ diễn ra theo hai hình thức cơ bản. Ban đầu, khi các cậu bé không thể nhìn thấy biểu cảm của gã, ở đó là một thái độ lịch sự, tạo ra chút nào đó rào cản cùng cảm giác bí ẩn giận người. Khi đã dần quen thuộc hơn với hoàn cảnh bắt nhốt, The Grabber sẽ cho họ có thể nắm bắt những điều gì đó thông qua ánh mắt hay khuôn miệng, để rồi chính lúc này, gã có thể tùy chọn khủng bố tinh thần hoặc cũng là đem đến niềm tin sống sót cho con mồi. Nạn nhân từ cơn khủng hoảng sẽ dần dần hình thành khát vọng sinh tồn mãnh liệt và chỉ đợi đến lúc niềm tin lên cao nhất, phản diện sẽ hoàn toàn đánh sập nó. Hết sức cồng kềnh, nhưng con mồi nào mà chả ngon miệng khi chúng bị sự tuyệt vọng nuốt chửng. The Grabber sở hữu một cách hành hạ hết sức nguyên thủy và đáng sợ là mọi thứ được kiểm soát chỉ thông qua những hình dáng khác nhau từ chiếc mặt nạ. Bên cạnh góc độ về sự tra tấn, mặt nạ cũng được gợi ý như là một cơ chế mà The Grabber sử dụng nhằm che đậy sự mặc cảm đối với tội lỗi mà bản thân gây ra. Cụ thể, ngay trong lần gặp đầu tiên, khi Finny hỏi rằng liệu gã có phải người đã sát hại các cậu bé kia không, The Grabber đã bình thản đáp lại. You're the one who killed the others. That wasn't me. That was someone else. Như ta đều đã biết, The Grabber chính là hung thủ phía sau các vụ án, và lời nói dối một cách không có ý thức ở đây xác nhận rằng chiếc mặt nạ luôn hiện hữu như một phương tiện giúp hắn có thể lảng tránh sự thật. Lập luận này vẫn tồn tại như một giả thuyết, tuy nhiên nó hợp lý hóa những tình tiết khác như việc không thể vứt bỏ chiếc điện thoại, chôn thi thể đám trẻ ở căn nhà bên cạnh, hay sự bấn loạn khi bị lột mặt nạ ở cuối phim. Cha của Finny và Gwen tiết lộ rằng mẹ của cả hai sở hữu một món quà tâm linh nào đó khiến bà có thể nghe được những giọng nói, thứ mà ông cho rằng cuối cùng sẽ chỉ đem đến bi kịch, chứng thực từ người mẹ là sự kiện tự tử. Đau thương sau cái chết của vợ, cha của Gwen lấy đây là một cái cớ để trở thành một kẻ nghiện rượu lộng hành, khi sợ hãi rằng con gái mình sẽ đi vào vết xe đổ đó. Để giải thích về nguồn gốc của sức mạnh, chắc chắn ta sẽ cần một phần phim tiền truyện. Và nội dung bọn mình muốn đề cập đến ở đây là mục đích bên trong sáng tạo này, khi ở nguyên tác truyện ngắn của Joe Hill, Gwen cùng siêu năng đã không hề tồn tại. Dễ thấy rằng, không chỉ khán giả mà chính bản thân Gwen cũng tự đặt câu hỏi về khả năng của chính mình xuyên suốt thời lượng bộ phim trình chiếu. Cô bé hoài nghi về bản chất, cách nó vận hành mà ở trong một số phân cảnh, Gwen dường như còn nghĩ rằng giấc mơ của mình chỉ là sản phẩm đến từ Chúa Giê-xu. Các hồi tưởng xung quanh vụ án tưởng chừng sẽ là manh mối quan trọng để dẫn đến hồi kết, thì không, nó đã chẳng giúp ích được gì cho Finny. Và theo góc nhìn của mình, đúng như hình tượng của một đấng cứu thế mà Gwen ngờ vực, sức mạnh của cô bé tồn tại là để người xem có một nơi gửi gắm hy vọng vào đó, rằng có một ai đó bên ngoài kia sở hữu quyền năng sẽ đến giải cứu Finny. Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Câu trả lời sẽ đơn giản thôi, khi bạn để ý đến sự thật rằng, dù Gwen có đưa cảnh sát đến căn nhà của The Grabber ở cuối phim hay không, Finny vẫn sẽ tự mình sống sót và bước ra khỏi đó. Không chứng kiến ảnh hưởng đến đại cuộc theo nghĩa đen, dẫu vậy, Gwen là một sự bổ sung tuyệt vời cho cốt truyện, ngay cả khi sức mạnh của cô bé không bao giờ được giải thích rõ ràng. Một tia hy vọng cần thiết giữa tổng thể nặng sệt sự u ám, và khéo léo là nó cũng cứu chuộc luôn cả một cá nhân và nhiều khán giả có thể bỏ quên, ông bố nghiện rượu lạc lối của hai anh em. Ban đầu, Terrence hiện lên như một hình mẫu phụ huynh không thể kinh tởm hơn. Gã say xỉn, bạo hành đám trẻ, nhưng ta cũng góp nhặt được rất nhiều chi tiết để thấy rằng đây cũng là một người đàn ông đang trải qua rất nhiều nỗi đau. Lật lại đầu phim, kịch bản đã gợi ý rằng Terrence là một quân nhân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thông qua ba ẩn ý chính. Đầu tiên, ông đọc một tờ báo quân đội khi thưởng thức bữa sáng như một thói quen. Bên cạnh đó là ám ảnh với sự nam tính mạnh mẽ ngay cả từ cách ăn uống của Finn. You think you can slurp that a little louder? I don't think they can hear you up in Boulder. Cuối cùng, ta không thể bỏ qua hành động khó chịu ra mặt với Gwen khi cô chỉ tạo ra một tiếng động bắt đĩa nhỏ nhặt. Dẫu vậy, có lẽ là ngang tai với Terrence khi chịu đựng hậu quả của chiến trường súng đạn.
Terrence cùng phân cảnh đánh đập Gwen là trường đoạn nổi bật nhất, và hãy để ý biểu cảm trên gương mặt ông. Nó không phải đòn roi vu vơ vì sự nam tính mà dường như đang tỏ ra đau đớn khi lo ngại con gái đang dần đi vào con đường bi kịch của người mẹ. Xuất hiện những thời điểm, Terrence hết sức ngọt ngào, nói ra câu I love you trìu mến, và Gwen cũng như Finney ngay từ đầu đã hiểu được nỗi lòng của ông. Chúng biết rằng cha mình sở hữu những vụn vỡ trong tâm hồn, nên đã không tự nhiên mà Finn đã quyết định đứng im ở đó khi cha trút những đòn roi đến Gwen, hay rõ ràng hơn là việc hai anh em luôn tự nhắc nhở nhau phải chăm sóc cha khi một đứa ở lại nhà bạn qua đêm. Hiểu chuyện lúc còn bé nó sẽ khổ như thế, nhưng cũng may mắn là sau cùng, nghịch cảnh đã khiến Terrence học được cách để đón nhận sức mạnh mà bản thân dành nhiều năm để căm ghét. Vẫn là giá trị về gia đình, và từ một lời nguyền đã cướp đi tình yêu của cuộc đời ông, giờ đây nó lại trở thành món quà để cứu rỗi đứa con trai bé bỏng Finney. Bây giờ, khi bước vào phần nội dung này của video, bạn hãy đơn giản quên hết đi những giải thích của Listen See trước đó để tự đặt ra hoài nghi rằng liệu sẽ thế nào nếu những bóng ma trong điện thoại đen hoàn toàn không có thật, mà vốn chỉ hiện hữu như trí tưởng tượng của Finney. Nghe đến đây, nhiều người sẽ cảm thấy vô lý trước giả thuyết này. Mình cũng thế. Tuy nhiên, trong lúc lục lọi trên các forum bàn luận về tác phẩm, đập vào mắt lại là rất nhiều những lập luận và cùng lúc là cả tá băn khoăn về plot truyện đã tỏ ra chẳng thể hợp lý hơn. Đầu tiên, một bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của các hồn ma đến từ tuyến truyện, nơi các nạn nhân chỉ đường mạch nước thông qua chiếc điện thoại đen để hỗ trợ Finney, từ phương án chạy trốn cho đến phát minh ra chiếc bẫy hoàn hảo nhằm kết liễu The Grabber. Có những thứ đơn cử như vị trí bức tường, nền nhà bị đào hay nổi cộm nhất là mật khẩu chiếc khóa cửa mà Finn sẽ chẳng thể nào tự nhiên vẽ ra được. Dẫu vậy, sẽ thế nào nếu mọi thứ đến từ suy luận? Lật lại một chút về backstory, Finney là một cậu chàng nhút nhát, nhưng ẩn sâu trong bản tính hiền lành đó luôn là thứ phẩm chất thông minh và tháo vát. Không những tìm cách tránh xa phiền phức tại học đường hay sáng chế ra một vài phát minh hay ho, Finn thậm chí còn là nạn nhân duy nhất vùng vẫy đủ mạnh bạo để khiến cánh tay của The Grabber bị thương nặng nề. Trên màn ảnh, ta chỉ được thấy các cảnh cắt khi Finney hành động ở dưới tầng hầm, còn thực tế thì ở thời gian thật, đã là vài ngày trôi qua và với hành vi của một con mồi thông thường, dễ hiểu khi cậu bé đã lục tung địa điểm này, qua đó thu thập đủ phương tiện để lập kế hoạch trốn thoát. Những cuộc gọi có khả năng chỉ là sự tưởng tượng được trích ra từ ký ức của Finn, kể cả quá trình nội tâm về việc đi lên cầu thang. Vì về cơ bản, chẳng có kẻ bắt cóc nào lại quên khóa cửa. Finn cùng sự nhạy bén sẽ lường trước được rằng đó chỉ là một quá trình hành hạ của phản diện mà bọn mình đã đề cập ở trên. Củng cố cho quan điểm này, bạn hãy để ý lại hành vi của Finn khi mới tỉnh giấc trong căn hầm. Cậu quan sát, chậm rãi đánh giá tình trạng, chứ chẳng có một chút sợ hãi nào ở đây. Thử hỏi một người bình thường sẽ làm gì khi được nói chuyện với các linh hồn. Nếu không phải vì sinh ra trong gia đình với mẹ cũng như em gái đều là người chơi hệ siêu nhiên, thì để tương tác với người cõi âm dường như là điều quá quen thuộc với Finn, đây sẽ vốn chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi. Cho rằng các phần dữ kiện như đào hố đập tường có thể là phát hiện của nhân vật trong vô thức, thì với chi tiết rõ ràng nhất chứng minh sự hiện diện của hồn ma là mã số trên ổ khóa, mình có đọc được một giải thích hết sức logic như sau. Trước hết, chỉ xem xét một vụ án thông thường, nơi vật chứng quan trọng như ổ khóa bị mất đi, cảnh sát chắc chắn sẽ chia sẻ phần tin tức này cho cộng đồng, qua đó mở rộng mạng lưới điều tra nhằm gia tăng cơ hội để lần theo các manh mối mới. Finn từ những câu thoại rất bình thường với Gwen khi thị trấn gặp biến cố đã cho thấy cậu hiểu các vụ án này như thế nào, và không nằm ngoài khả năng, mã số trên ổ khóa cũng chỉ đến như một tài liệu mà nhân vật chính đọc được. Đó là giải quyết xong các dữ kiện về mật thất bên dưới căn hầm, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với plot truyện phụ, nên kịch bản theo chân Gwen cùng khả năng ngoại cảm để định vị được anh trai của mình, khi đây cũng là một bằng chứng khá sắc nét để chứng minh Finn không hề hoang tưởng. Không có gì phải bàn cãi, Gwen chắc chắn sở hữu siêu năng lực khi có thể nhìn thấy khung cảnh các nạn nhân bị The Grabber bắt cóc trong giấc mơ. Xuyên suốt tiến trình, mục đích khi giới thiệu sức mạnh của Gwen luôn chỉ là xác định vị trí xung quanh ngôi nhà của phản diện, và thời điểm cô bé nhìn thấy bóng ma của các nạn nhân thông qua siêu năng, đó chỉ luôn là hồi tưởng về khi họ còn sống hoặc các hành động, giao tiếp như những gì Finn đã biết, đã tiếp xúc hay được thấy trên báo đài, TV. Khung hình duy nhất xuất hiện các bóng ma mà không chứng kiến sự tham gia trực tiếp từ Finn là khi họ chặn xe đạp của Gwen ngay trước nhà của The Grabber. Đây là một chỉ dẫn mang tính xác nhận khá cao. Tuy nhiên, để nói về hành động dàn hàng này, ở lần đầu Finney thoát ra, hãy để ý cách mà cậu bé quan sát. Rõ ràng là nó đã đủ lâu và chi tiết để hình thành một bộ nhớ về địa điểm xung quanh, qua đó gửi đi lời cầu cứu.
Kết hợp hai luận điểm ở trên, ta có thể mơ hồ cho rằng sức mạnh tâm linh của Gwen chỉ cho phép cô hình thành một dạng liên kết tinh thần với Finny. Gwen chưa chắc đã nhìn thấy các thực thể có thật, mà cô bé vốn dĩ chỉ đang chứng kiến loạt suy nghĩ mà Finny đã tượng hình tượng thanh. Những bóng ma mà cậu tạo ra như một cơ chế để có thể tồn tại và tránh việc rạn nứt tinh thần thông qua sự cưỡng ép. Thật ra khi xem lại lần hai, mình nhận ra rằng giả thuyết này sẽ được đặt nghi vấn mạnh mẽ hơn nếu như kịch bản không chốt hạ bằng một phân cảnh mang tính khẳng định khá mạnh mẽ, nơi mà Finny trước khi xuống tay với The Grabber, cậu đã muốn gã nghe được những lời ai oán sau cuối từ các nạn nhân thông qua điện thoại đen. It's for you. Nhìn cái biểu cảm của gã thợ săn khi bị biến thành con mồi mà xem, đây chẳng có gì ngoài sự căng thẳng khi mạng sống bị đe dọa. Ta thậm chí còn chẳng nghe được một lời chăn chối nào đáp lại từ phản diện. Và đó là còn chưa kể đến sự thật rằng Robin đã nói đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng được thực hiện. Quá nhiều sự mâu thuẫn trong logic, nên chi tiết vốn là lời xác nhận uy tín, thì lại không thể được nhận định như bằng chứng cho sự tồn tại của các bóng ma từ đầu dây điện thoại được. Cuối cùng, một câu thoại nhỏ cũng có thể xác thực giả thuyết này, đó là việc ngay từ đầu, Finn đã luôn là cá nhân duy nhất trực tiếp tương tác với các giọng nói thông qua chiếc điện thoại, hay chính xác hơn là tiếng chuông của nó. The Grabber cũng nghe thấy tiếng chuông khi đã rút phích cắm, nhưng đây là điều có thể xảy ra ngoài đời thực, hay như chính phản diện đã đề cập đến hiện tượng tĩnh điện trong phim. Một hồn ma đã nói rằng gã cũng có thể nghe thấy, đó cũng chỉ là một lời nói chưa có cơ sở, hoặc đơn giản phát sinh từ cảm giác e sợ của Finny khi lập kế hoạch tẩu thoát. Theo quan điểm của người viết bài, sẽ thú vị hơn nếu giả thuyết được trình bày phía trên cũng là những gì thực tế đã diễn ra, vì nó sẽ trực tiếp trở thành một đòn bẩy quan trọng cho hình tượng kẻ xấu đáng sợ của Ethan Hawke. Nghĩ đơn giản thế này, một kẻ sát nhân siêu nhiên có thể nghe được linh hồn người chết, nghe qua thì có vẻ kinh khủng, nhưng đáng nói là sau khi bộ phim kết thúc, liệu có mấy người sẽ bị ám ảnh về điều đó? The Grabber theo lối giả thuyết này sẽ hiện diện như một người đàn ông chứa đựng những bất ổn về tâm lý, và chẳng đếm nổi có bao nhiêu cá thể cũng rối bời như thế ở xã hội ngoài kia. Cuộc sống hòa nhập, trang phục chẳng có gì nổi bật. Cái giận người là chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ được một kẻ bình thường theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như thế lại đang bắt nhốt trẻ em trong tầng hầm của mình cả. Đó mới chính là sự thật mang tính ám ảnh. Một bộ phim giả tưởng nhưng lại đủ sức nặng để khiến ta phải hoài nghi về xã hội chân thật xung quanh. Và đó là tất cả nội dung cho video về The Black Phone. Không biết có gì chúng mình đã hiểu lầm hay không? Nếu có hãy cho Listen C biết ở dưới phần bình luận nhé! Đừng quên like và subscribe cho kênh để đón chờ những video tiếp theo. Và mình là Mộc Giang từ Listen C. Bye!